Xin chào các bạn. Hiện tại trên tay mình đó là cái ốp lưng Neukin giả gỗ dành cho iPhone 6 LED và 6S LED của chúng ta. Và đây là hai cái mẫu mã ốp lưng của chúng ta đây. Bây giờ mình sẽ mở hộp để xem chi tiết hơn về ốp lưng này. Và đây là cái màu tối viền đen. Và màu đây là cái màu gỗ sáng viền màu vàng Gold iPhone. Chất liệu của nó là được làm từ chất liệu nhựa PU cứng cáp giả gỗ, được kết hợp cái phần viền đen như thế này với cái phần giả gỗ ở phía sau, tạo nên cái sự độc đáo và thời trang dành cho cái chiếc ốp lưng của chúng ta. Hiện tại thì ở cửa hàng của mình có hai màu sắc, đó là cái màu tối như thế này, viền màu đen, và cái màu sáng, giả gỗ sáng, viền màu vàng như thế này. Ốp lưng này được thiết kế khá là đặc biệt, với những chi tiết là cái phím âm lượng và cái phím nút nguồn như thế này. Nó làm rời như thế này và chống để khi chúng ta thao tác thì nó rất là dễ dàng hơn và nhẹ nhàng sử dụng. Cái phần chừa ra của cái cụm camera và đèn LED này, nó đỡ cái phần camera lồi của chiếc iPhone 6 LED của chúng ta, để khi chúng ta đặt chiếc điện thoại xuống mặt bàn thì nó sẽ không bị chạy xước cái mặt kính của camera. Cái phần đây là cái logo được cái hãng sản xuất Neukin nó in lên cái phần mặt lưng của chiếc ốp lưng này luôn, nên trông rất là khá là đặc biệt. Với xung quanh là cái viền màu đen và viền màu vàng kết hợp với nhau, tạo nên cái tính thời trang và độc đáo cho chiếc ốp lưng. Phần bên trong được làm từ nhựa cứng luôn, nhưng mà rất là bóng và mịn như này, để trong quá trình tháo lắp và gắn chiếc điện thoại vào hay vệ sinh máy cũng khá là dễ dàng và đơn giản hơn. Cái phần dưới này thì nó chừa ra luôn để chúng ta sạc pin, gắn tai nghe và cái loa ngoài. Phần lưng trên cũng thế, nó chỉ che được hai cái viền ngang hông và mặt lưng của chúng ta, bảo vệ cho chiếc máy chúng ta trong suốt quá trình sử dụng. Thì đối với cái độ bền thì đối với cái ốp lưng này thì nó rất là bền và có thể sử dụng một thời gian dài, rất là lâu, có 1-2 năm là chuyện bình thường. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các video sau.